Chào mừng các bạn trở lại kênh channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ tới bạn một cái app được gọi là rút sạc thì nó sẽ báo chống trộm. Thì đối với cái app này thì bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi các bạn sạc, lo là khi mà bị trộm ấy, thì thông thường các bạn thường ngủ qua đêm thì bị trộm đúng không? Thì khi mà rút cái sạc ra phát đấy thì nó sẽ có một mật khẩu và nó sẽ báo tiếng chuông. Nó sẽ rung ầm lên, kể cả báo động nữa, thì để cho các bạn biết là máy của bạn đã được rút sạc và không may thì trộm người ta rút ra, thì nó báo rung một cái là bạn biết luôn là có trộm. Cho nên là bạn có thể dậy và kịp thời xử lý tình huống khi các bạn bị trộm máy. Ok, thì không nói nhiều nữa, thì đầu tiên mình sẽ chỉ cho bạn luôn. Đây là cái app nhé, và chúng ta sẽ lên cửa hàng Play để tải về. Cảnh báo khi rút sạc nha, các bạn điền ở cảnh báo khi rút sạc này đó, và các bạn cài cái ứng dụng này cho mình nhé. Mấy cái ứng dụng bên dưới này thì nó không được như cái ứng dụng này đâu, bởi vì mình có nhận thấy là cái này nó dễ sử dụng nhất, và khi mà các bạn thoát hoàn toàn cái app ra ấy, thì nó vẫn có bị rung được, nó vẫn có chuông. Còn mấy cái này thì khi mà bạn giải phóng ra một cái nó mất chuông luôn, nó không tự động bật lại cho các bạn nữa, các bạn bắt buộc phải vào thêm một lần nữa để kích hoạt nó lên. Ok, thì khi mà các bạn đã cài về rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu vào phần quá trình cài đặt. Các bạn sẽ mở cái app này lên này đó, sau đó chúng ta sẽ vào ba gạch bên này đó, các bạn vào phần cài đặt này đó, các bạn tích hoàn toàn bộ những cái dấu tích này hết cho mình nhé. Dấu tích đầu tiên là tự động kích hoạt cảnh báo chống trộm này, kích hoạt tính năng báo sạc cảnh báo chống trộm sẽ được tự động, bắt đầu tự động này, kích hoạt tự động này, không hiển thị ứng dụng này đó, có nghĩa nó không thể hiển thị dưới ứng dụng nền đâu nha các bạn. Các bạn có thoát ứng dụng ở ứng dụng nền thì nó vẫn cứ thể tự động kích hoạt và nó sẽ báo động cho chúng ta được. Thì cái mục này, mục mức độ pin đầy, thì các bạn muốn bật nó pin đầy thì các bạn đạt tầm 100% mặc định đi, hay là pin thực sự đầy thì nó sẽ báo này. Nếu như các bạn muốn bật mức độ pin thấp mà các bạn muốn nó báo động cho chúng ta thì chúng ta bật lên thôi. Hoặc là mức cảnh báo nhiệt độ pin thì các bạn bật lên thì nó sẽ, giả sử cái nhiệt độ máy của chúng ta cao quá thì nó sẽ có chuông cho chúng ta biết là máy chúng ta nhiệt độ là nó hơi cao. Thì các bạn nên để chế độ này, cho nên là khi mà mức độ pin đầy thì các bạn nên để, bởi vì nếu mà sạc lâu quá thì nó sẽ hại sạc, vừa hại sạc nó vừa hại máy nữa. Cho nên là chúng ta nên để sạc cho tới 100%, trong đó nó sẽ báo động, sau đó chúng ta sẽ chỉ cần rút sạc ra thôi. Tiếp theo nữa là phần âm thanh, thì các bạn sẽ có thể vào đây cài đặt cái chuông cảnh báo, và có thể các bạn muốn đặt lại không thì chúng ta ấn tích vào đổi chuông trong chế độ im lặng, chúng ta cũng có thể tích vào thôi. Đó, thì những cái phần sâu này thì mình không có đụng chạm gì nhiều. Đó, thì sau đó thì các bạn sẽ, bây giờ mình sẽ thử test cho các bạn. Tuy nhiên thì mình đang quay video màn hình thì không biết là nó có các bạn có nghe được không. Tuy nhiên mình sẽ tắt màn hình đi này, và mình sẽ cắm sạc vào này. Bây giờ mình sẽ rút sạc ra nhé. Như vậy là ok nha các bạn. Thì các bạn có thể, thiết lập cái mục cài đặt mật khẩu vào trong cái thanh ba chấm này nhá. Chúng ta vào cài đặt này, chúng ta ấn vào bảo mật này, chúng ta ấn vào mật khẩu và cài đặt này. Đó, thì trong cái mục này các bạn có thể thiết lập cái mật khẩu của chúng ta. Ok, thì cái video mình chia sẻ đây thôi. Nếu như các bạn đã hay mà bổ ích thì đăng ký kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.